chúng liệp xua ôn ôn nâng mật nhẹ sắc xa tèm ọc nìa ế lâu ní phụ dương mộc sắc xa ổng bì át tên ấy ní plạc sinh nhà chạc ra cho rộp bọc mai dương tèm ọc nìa. Plạc sinh nhà cho ra cho ham cho chung phụ dương chung ní cực bà phết ham cho chung phụ dương chung ní cực bà phết ham cho chung phụ tổ chắc ra yên ham yên chung ní cực bà phết bắt trò ập khỏi ham cho dân chung ní cực bà phết nơi khai cột cụ ham cho bị khai đắp bà mùi đó khai tì xám sập mùi ham cho chung phụ dân chung ní nơi khai xe cóm nót lô bươn ạ tệ bà ra mà hốc sắp km nóng mùi màu ham cho chung phụ dân chung ní đà miên tâm mụn tốt lưu phơi ní mùi ní mùi lớt bì bì tàu ham bọt xàm ham yên chung ní cực bà phết bọt chuyền ham cho chung phụ dân dân cả sĩ cảm cực bà phết bà yát phơi tu khang mục sầm quang phơi sầm khăn miên sách át tiếp hiệp ham cho chung phụ phê đất tùm nền thân thống miên sầm náu ra mộp bà yát phơi khang mục miên phơi mà mày cánh tư chuyền nâng cánh tư xàm bà yát phơi khang mục miên tô chắc ra yên chuông cạn miên sầm tha kia rưu tế sầm nạ bà yát phơi khoanh khang mục bà yát khang mục chia chóng phơi chốt mọt tật phơi sầm rạp tế rạp tế ô tiền đòi sạch thua cho ra chờ bà yát khang mục miên phơi tắc ra lộp ham yên dân thân tụt đôi thị nìa bạc bố tốt chân lo sự vắt thập hiệp tích chiến chất sập mệt miền phía sự dạ thàn cầm nước sinh nhà tối đạch đạch tám và nói trung phần bánh chạy tức trả cho chưa bíp tùy khỉa ác bạc bó trọng cắt bí chạy màn cruột nắp xem xin chấp phơi xâm rắp thamai chương phơi trả cho ham cho chụp bối diện dân đất lết phò nghe phụ tung rì chạy bà giác khang một miền phơi phơi trả cho bí tư bà giác miền đông thơ mò cả lớn trung phần chấp bí phát sinh nhà nít to tư cần lấy nét bà liên nhận hò bà giác khang một ác nét thamai chương trọng cắt phơi bất chụp bùa nẹ bà bà phơi cực bà phết cần lấy xâm rắp cầm sàn ham yên dân thân thông đôi khía bạc bồ tốt chân lo sự vắt thập hiệp tích chiếm rồi mệt phơi xâm rắp tại thamai chương thuế cho ra chờ phần đoàn sạch ác thập hiệp ao diệt mốc bị tức tùy bà giác khang một miếng rô mù mù bà giác khang một miếng cá rạc khám chạp bì khả ní tỏ tờ phơi bất chụp bùa yết chụp này cực bà phết bà giác khang một ác miếng gù má trông cạnh cầm nước sinh nhà tám và nói trung phơi sầm rắp bay cháy cần lông phơi cho ra chỗ nơi chật phơi bờ sọp ham chờ lông cắt bờ đốt cần lông phơi chọc cá ham chèn rồi viên bờ phết đất tùm nén thôn thống đôi kia bờ giác thang một miền phơi cái bắt đâm rồi cái mắt chuyền miết cầm này sầm cứu bên tuần bờ giác miền phơi bờ máy test đâm nơi thang một đồng rơi ở dưới chụp này cứu bờ phết bắt chuyền tròn phơi bờ sọp thang một bờ giác thang một ác miền sò bọt khoảng chọc phơi sầm rắp đất nẹt đầm này phơi cho ra chỗ còn lại miền thông sầm ram ham cho chụp bữa tối chắc ra yên dùn bởi giác thang một miền phơi rung tù còn lại rung cờ túc cho tập phơi sầm rạp tại thamai chương nâng tù chắc ra yên thuế trả ra cho bởi giác thang một miền phơi khóng tư sầm bởi giác thang một ác miền một nút bị cá trông cạnh còn lại cho yên chung này ham chèn yên dùn cực bởi phết lớt lên tù chắc ra yên dùn cùng nước sinh nhà tù chóp cá mà nói trung phơi bàn chạy tức trả ra cho bíp tôi kìa ham bác trông cắt rì chèn miễn mình tì bệt ham cho chùm bùi diễn chùm này tùm muốn giữ độc lực bí phạm bay tàu bà giác khang mục ác miễn sạch bí hà nát cho lòng cạch miễn sạch ác tiếp hiệp lời diễn mốc bì tức tùy bà giác khang mục miễn phơi rụt phơi cho lòng cạch đòi khuyến rồi băng ca bì đầm rơi ở diễn chùm này cực bộ phết bác bò nghĩa rư viên cơ chuyện phơi ác tư ham cho diễn chùm này đã miễn cầm phù cất thêm một tục lớp bì mây cho hát sạch mệt cùng nước sinh nhà phù chọp tám mà nói trung phờ bánh chạy tức trả cho biết tôi khi nè ham bạc bó cho lòng cắt rưu chèn prong bà giặt khá một ách niên sát bây cho lòng cắt ngược nhộp chọp phơ xâm rạp thoai chương năng tù chắc rời diện thua trả cho bà giặt thang mục miễn phơ khóng tư chuyên cầm lấy bỏ thông công sản chọp ca cầm nọt lộ bươn hốc sập mạch nóng ngôi màu chọp nốt bóng prạ bà giặt thang mục miễn phơ rung tù nơi khen chuyên chọp ca ham chèn chụp bố yên dân cực bà phết cầm nước sinh nhà bánh chạy trúng phơi vì tức tôi kia nét bạc bọc khá cầm nước chuộp ham chuộng cắt hai khá cầm nước đạch đạch ai chuộng cắt bàn còn lấy dầm rắp thoai chương chuộng cắt tí sạc ca coi chú rút pinet nâng măng bốt tùm ninh bởi giác thang mục ác rô ơ vì xe nếu bê phê liền còn lấy chốt rồi mốt cầm sàn bởi giác thang mục miền phơi rung tụt nơi khá sạm đầm rơ ở dân chùm này cực bộ phết bạc bọc nông lộ bươn nhàng tịch 30 km nông mùi màu ham ประเภทดักตุ่มเน่งทนทมแจ้งยืนยนต์เซฟเซตีดเลือกแรงใต้โตจักรยานยนต์ประหยัดเมียนเพลย์เคาน์ต์เดสดัมห้อยเพลย์เคาน์ต์ติดช่วยนักทางมกห้ามโจจุบูยืนจุบดิกแต่เมียนตัวตั้งสรบกระแตงมันตุกเลือกปีปีชดปีแม่กันไล่เมียนตักบริโภค
ប្រយ័ត្នខាងមុខមានផ្លូវកែងទៅឆ្វេងផ្លូវសម្រាប់តែដឹកអ្នកធ្វើដំណើរចរាចរណ៍ប្រយ័ត្នខាងមុខមានផ្លូវកោងវត្តបែនច្រើនសាតម្រូវឲ្យយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទបត់ទៅតាមត្រង់ផ្លូវប្រសពខាងមុខប្រយ័ត្នខាងមុខមានដុំថ្មក្រាលលើទ្រង់ផ្លូវខ្ទាតកន្លែងមានកំពង់ចម្លងដោយសាឡាងហាមចែងចំពោះប្រភេទដឹកទំនិញធន់ធំដូចគ្នាកំណត់សញ្ញាតាមបណ្ដោយទ្រង់ផ្លូវសម្រាប់បែងចែកកន្លងផ្លូវចរាចរណ៍អ្នកបើកបរអាចឆ្លងកាត់បដូរកន្លងបានហាមចូលចំពោះយានយន្តគ្រប់ប្រភេទលើកលែងតែតូចក្រយានយន្តអនុញ្ញាតឲ្យជិះតូចក្រយានទន្ទឹមគ្នាប្រយ័ត្នខាងមុខផ្លូវកែងបត់ឆ្វេងរួចកែងបត់ស្ដាំផ្លូវសម្រាប់តែតូចក្រយានធ្វើចរាចរប្រយ័ត្នខាងមុខមានផ្លូវបំបែកទៅខាងឆ្វេងតម្រូវឲ្យយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទធ្វើចរាចរទៅមុខត្រង់ឬបត់ស្ដាំប្រយ័ត្ននៅខាងមុខមានផ្លូវសញ្ញាចរាចរហាមសិភ្លេចំពោះយានយន្តគ្រប់ប្រភេទកំណត់សញ្ញាជាប់ទោលតាមបណ្ដោយជាយផ្លូវសម្រាប់កំណត់ជាយផ្លូវឲ្យយានជំនិះធ្វើចរាចរហាមចូលចំពោះប្រភេទដឹកទំនិញធំធំតម្រូវឲ្យយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទធ្វើចរាចរទៅខាងមុខត្រង់ឬបត់ឆ្វេងកន្លែងផ្ដល់ព័ត៌មានប្រយ័ត្នខាងមុខមានផ្លូវបំបែករៀងអ៊ីក្រិចខាងមុខជាផ្លូវទួលប្រយ័ត្នផ្លូវប្រសពខាងមុខមានផ្លាកសញ្ញាឈប់ចាប់ផ្លូវទៅចក្រយានធ្វើចរាចរប្រយ័ត្នផ្លូវបត់ស្ដាំខាងមុខមានរថភ្លើងឆ្លងកាត់ចប់ការហាមស៊ីផ្លេចំពោះយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទកំណត់សញ្ញាទោលពណ៌ក្រហមសតាមបណ្ដោយគែមជើងផ្លូវសម្រាប់ការហាមឈប់ហាមចូលចំពោះតូចក្រយានយន្តដែលមានសំណង់រមាក់ឬរទេះប្រយ័ត្នផ្លូវបត់ឆ្វេងខាងមុខមានផ្លូវរថភ្លើងឆ្លងកាត់អ្នកបើកបរត្រូវតែឈប់ទោះមានឬគ្មានយានជំនិះឆ្លងកាត់នៅខាងមុខក៏ដោយប្រយ័ត្នខាងមុខមានផ្លូវបំបែករៀងអសតេតម្រូវឲ្យយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទបត់ទៅស្ដាំនៅខាងផ្លូវផ្លាកសញ្ញាប្រយ័ត្នផ្លូវប្រសពខាងមុខមានផ្លាកសញ្ញាផ្ដល់សិទ្ធិអត្ថភាពឲ្យគេផ្លូវបត់ឆ្វេងជាផ្លូវទាល់មានស្ថានីយ៍ប្រេកអន្តរជាតិហាមចូលចំពោះដឹកអ្នកដំណើរធំធំផ្លូវបត់ស្ដាំជាផ្លូវទាល់ផ្លូវបត់ឆ្វេងជាផ្លូវទាល់ប្រយ័ត្នខាងមុខមានផ្លូវបំបែកកែងទៅខាងឆ្វេងតម្រូវឲ្យយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទបត់ទៅខាងឆ្វេងនៅខាងមុខផ្លាកសញ្ញាផ្លូវបត់សិតនៅត្រង់ផ្លូវប្រសពអ្នកបើកបរត្រូវបន្ថយល្បឿនបើផ្លូវទំនេរអាចឆ្លងកាត់បានប្រយ័ត្នខាងមុខមានផ្លូវរទេះភ្លើងឆ្លងកាត់ដោយមានរបាំងការពារហាមចូលចំពោះរទេះដែលអូសដោយសត្វប្រយ័ត្នខាងមុខមានទ្រុងផ្លូវបែកជា2ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈនិងជួសជុលយានយន្តហាមចូលចំពោះយានយន្តគ្រប់ប្រភេទកំណត់សញ្ញាពណ៌លឿងឆ្នោតបញ្ឆិតទ្រុងផ្លូវសម្រាប់តម្រឹមកន្លងផ្លូវដែលមានចរាចរណ៍ពីទឹកផ្ទុយគ្នាតម្រូវឲ្យយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទបត់ស្ដាំឬបត់ឆ្វេងកំណត់សញ្ញាពណ៌លឿងរៀងមកព្រួយលើទ្រុងផ្លូវសម្រាប់តម្រឹមកន្លងផ្លូវដែលមានចរាចរណ៍តែមួយទិសចាប់ផ្ដើមចូលផ្លូវបត់ផ្លូវលម្អឿនលឿនប្រយ័ត្នខាងមុខមានផ្លូវបំបែកទៅកែងខាងស្ដាំមានយានដ្ឋានជួសជុលផ្លូវបត់សិតនៅត្រង់រង្វង់មូលប្រយ័ត្នខាងមុខមានផ្លូវឡើងចំណោតហាមអូសឬរុញរទេះចូលប្រយ័ត្នខាងមុខចាប់ទ្រុងផ្លូវបែកជា2កំណត់សញ្ញាពណ៌លឿងរៀងថ្មញរណាប្រាកំណត់ទីកន្លែងសម្រាប់ឡានក្រុងឈប់ហាមឈប់ចំពោះយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទប្រយ័ត្នខាងមុខមានផ្លូវបំបែកទៅកែងខាងស្ដាំនិងកែងទៅឆ្វេងប្រយ័ត្នខាងមុខមានផ្លូវចុះចំណោតមានភោជនីយដ្ឋានសម្រាប់សម្គាល់ផ្លូវធំមានផ្លូវតូចឆ្លងកាត់ប្រយ័ត្នខាងមុខអាចមានយន្តហោះកាត់យ៉ាងញាប់យ៉ាងទាបពីលើប្រយ័ត្នខាងមុខមានថ្មធ្លាក់ឬមានដុំថ្មលើទ្រុងផ្លូវកន្លែងបោះតង់និងចតរមកកំសាន្តប្រយ័ត្នមានផ្លូវកោងទៅឆ្វេងហើយកោងទៅស្ដាំខាងមុខកំណត់សញ្ញាបែងចែកទ្រុងផ្លូវពីរទិសចរាចរផ្ទុយគ្នាអ្នកបើកបរខាងកំណត់ដាច់អាចឆ្លងកាត់បានហើយហាមខាងកំណត់ជាប់តម្រូវឲ្យយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទបើកបរងាកឬវៀនទៅស្ដាំប្រយ័ត្នខាងមុខមានផ្លូវកែងបត់ស្ដាំហាមចូលចំពោះយានជំនិះដែលមានបណ្ដោយសរុបរាងបន្ទុកលើសពី10ម៉ែត្រកន្លែងមានទួលកាត់ទៅតាមផ្លូវចប់ការហាមគ្រប់ប្រភេទដឹកទំនិញធន់ធំចែងយានយន្តផ្សេងៗទៀតចប់ការកំដាត់ល្បឿនអបហ្វារម៉ា30គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងអនុញ្ញាតឲ្យបន្តដំណើរបើគ្មានឧបសគ្គនៅខាងមុខកំណត់សញ្ញាទោតពណ៌លឿងសតាមបណ្ដោយគែមជើងចាំផ្លូវសម្រាប់ហាមចូលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបើកបរតាមទិសមើលឃើញនគរបាលចរាចរណ៍ពីចម្ងាយខ្លួនបន្តដំណើរចប់ផ្លូវតូចក្រយានធ្វើចរាចរណ៍បញ្ជាឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ននិងឈប់បើយានមិនទាន់ដល់ផ្លូវខ្វែងអនុញ្ញាតឲ្យបន្តដំណើរទៅមុខបើសិនជាយានចូលដល់ផ្លូវខ្វែងហើយឥឡូវនេះមកបើកទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលាដល់បងប្អូននិងមិត្តអ្នកសិក្សានិងជួបគ្នាឱកាសក្រោយ